Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với gương mặt mộc của Gally TV. Thì trong video ngày hôm nay, như các bạn có thể thấy, hiện tại thì da gà đang khá là ổn định. Và như các bạn có thể thấy ngay trên màn hình luôn, thì nhìn nó cũng căng, cũng bóng, xong rồi cũng ok phết. Mặc dù là nhìn nó hơi sạm đi, tại dạo này gà dáng nắng hơi nhiều á. Tuy nhiên là gà cảm thấy thì cái kiểu mà làn da khỏe như vậy là được rồi á. Đây chính là cái mục tiêu mà dạo này gà đang hướng làn da của gà tới luôn, kiểu căng bóng mà nhìn nó khỏe. Và những cái sản phẩm mà gà sử dụng dạo gần đây á thì nó hoàn toàn không đắt tiền một chút nào hết. Đó chính là lý do mà gà làm video ngày hôm nay, những sản phẩm skincare dưới 500.000 mà gà nghĩ là bạn nữ nào cũng nên thử. Ok, sản phẩm đầu tiên gà sẽ nói trong video ngày hôm nay đây chính là chai nước tẩy trang là Roche Posay Laboratory Dermatologic. Thật sự là cái tên của nó cực kỳ dài luôn đó mọi người. Laboratory Dermatologic, dài cực. Nói chung là căn bản thì đây là một cái chai nước tẩy trang của La Roche-Posay, và cái dòng gà sử dụng là dòng màu xanh. Thì gà nghĩ là trên thị trường là nó vẫn còn những cái dòng khác nữa. Giá của em này gà mua với giá là 405.000 và dung tích của em này tận 400ml. Đối với các bạn học sinh nha, sử dụng kem chống nắng hàng ngày thôi á, thì các bạn chỉ cần đúng một chai nước tẩy trang này thôi là các bạn có thể sử dụng nguyên năm luôn á. Gà nghĩ là nguyên năm luôn, tại cái chai rất là to. Và các bạn có thể thấy được cái độ yêu thích của gà với em là gà đã xài, em phải nói là còn chút xíu thôi, nhưng mà gà cũng ráng để gà sử dụng hết rồi gà mới đổi sang chai khác á. Mà gà đã mua tới tận 2-3 chai này để tích trữ, có nghĩa là các bạn biết là cái độ yêu thích của gà với em là như thế nào. Đầu tiên á, thì cái em La Roche-Posay này gà nghĩ là nếu mà các bạn nào mà tẩy trang môi hoặc là mắt á, thì mình không nên sử dụng cái em này đâu. Tại vì cái em này thì gà thấy là căn bản là nó tẩy trang khá là mạnh mẽ. Tức là khi mà gà sử dụng đồ make up này nọ thì gà chỉ cần wipe tầm 3 miếng bông thôi á, là da của gà đã cảm thấy là rất là sạch và rất là sạch luôn á. Sau đó thì gà có chạy lại máy Hydra-Clear thì gà thấy là bụi bẩn nó ra cũng không nhiều. Tức là em này làm rất là tốt cái khả năng tẩy trang của nó. Mặc dù hàng ngày á, gà make up rất là nhiều, thì những ngày mà gà make up nhiều á, thì gà sẽ sử dụng dầu tẩy trang trước, sau đó thì gà mới lau lại với em này. Còn những ngày mà ví dụ như gà đi tập gym hay là thế này thế nọ, chỉ cần đánh một ít kem chống nắng, một ít kem nâng tông thôi á, thì gà cảm thấy một mình em này là hoàn toàn đủ luôn. Và mặc dù cái khả năng tẩy trang mạnh mẽ như vậy, tức là gà khuyên là các bạn không nên dùng cho vùng mắt và vùng môi. Nếu các bạn sử dụng cho da mặt bình thường á, thì nó hoàn toàn không gây sót gì hết. Còn nếu mà da ở gần cái vùng mắt hay là vùng môi thì sẽ cảm giác là nó hơi đắng một xíu, nó hơi cay mắt một xíu. Còn lại đối với những cái vùng mà ví dụ như da mặt bình thường thì nó tẩy rất là nhẹ, rất là dịu và cực kỳ là không kích ứng luôn. Từ ngày gà sử dụng em này thì gà không bị nổi thêm cái mụn nào mà kiểu đáng kể, tức là lâu lâu sẽ nổi một hai cái mụn li ti, còn tuy nhiên là mấy cái mụn mà kiểu mụn bọc mụn to là hoàn toàn không luôn. Và cái sản phẩm tiếp theo mà gà muốn nói trong video ngày hôm nay á, thì đây chính là cái em Rice Toner đến từ hãng Amfrom của Hàn Quốc. Thì em này á, có giá hình như là cái hồi mà gà mua là tầm 308.000 và dung tích của em là bao nhiêu ta? À, 150ml. Thì 150ml với một em toner thì gà cảm thấy là nó là một cái dung tích rất là ok, rất là được luôn đó mọi người. Ví dụ như là em này thì gà đã sử dụng xuyên suốt là 2 tuần vừa rồi và nó mới vơi được có một chút xíu thôi. Và cái em này thì cũng có làm một cái video review để chia sẻ với mọi người rồi. Tuy nhiên là sau cái video đó thì gà có một khoảng thời gian là ngưng sử dụng, tại gà phải test lại những sản phẩm khác. Và dạo gần đây thì gà mới bắt đầu lôi em này ra lại sử dụng lại. Thì gà cảm thấy cái em toner này căn bản là như các bạn có thể thấy là cái kết cấu của nó nè, nó là toner gạo mà các bạn, nên là cái kết cấu của nó cực kỳ đặc và cực kỳ sánh luôn. Nếu mà bạn nào á kiểu không muốn bôi quá nhiều sản phẩm, kể cả toner, serum, rồi kem dưỡng tái lã, mà các bạn còn sống ở những cái nơi nóng và mùa hè đồ như mùa vừa rồi á, thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo em này. Tại vì bình thường á, gà sẽ lau em này một lần với lại nước. Và cách của gà sử dụng em này như sau. Thì đầu tiên gà sẽ dùng một cái miếng pad bông như thế này. Cái miếng bông này thì gà mua ở Miniso đó mọi người. Bông mà kiểu hữu cơ tự nhiên thế nào đấy, nói chung là gà cũng không biết lắm, không rành lắm. Không phải là Miniso mà là Muji chứ, quên, đúng rồi, Muji. Đây, gà sẽ thấm đẫm nguyên một miếng vậy luôn. Rồi bây giờ gà sẽ bắt đầu lau khắp mặt ha. Lau lên thì cảm thấy rất là mát. Và nó cái, bởi vì là nó có chiết xuất từ gạo mọi người, nên là nó sẽ có cái khả năng là nó sẽ có những cái hạt li ti để nó giúp làm sạch lỗ chân lông, giống như là cái cám gạo thật sự luôn á, để nó giúp làm sạch lỗ chân lông. Và đồng thời thì nó có một tí hiệu ứng là nó kìm dầu nữa, nên là rất là thích. Đây, bình thường thì gà sẽ lau như vậy ha. Xong thì các bạn sẽ thấy miếng bông là nó kiểu bao nhiêu bụi bẩn trên mặt là nó sẽ ra chung luôn đó. Và ngoài ra như lúc nãy gà đã nói rồi á, thì trong những cái ngày mà gà chỉ muốn sử dụng toner làm sản phẩm dưỡng ẩm thôi, thì gà sẽ vỗ thêm tầm 2-3 lần em này nữa lên da là gà cảm thấy đủ rồi. Là gà chỉ cần như vậy thôi là gà có thể bôi kem chống nắng rồi gà ra đường luôn, chứ gà cũng không cần phải kiểu bôi thêm nhiều nữa. Tại vì cái khả năng cấp ẩm của em này thật sự rất là tốt.
cái bộ sản phẩm thứ ba mà Gà muốn nói trong video ngày hôm nay thì đây. Đây chính là những em mặt nạ đến từ em lab Derma Bamboo Mask. Thì những em mask này nó mới gia nhập cái bộ sưu tập mask của Gà thôi. Tuy nhiên là trong xuyên suốt 2 tuần vừa qua thì cứ 2 ngày là Gà phải đắp một miếng, tại vì Gà rất là thích. Gà mua cả 3 hộp luôn, nhưng mà cái hộp này thì Gà đã xài gần hết rồi, tại đây là cái loại mà Gà thích nhất. Thì Gà chỉ còn một miếng này thôi. Còn lại thì Gà vẫn còn 2 cái hộp đây các bạn. 2 cái hộp của dòng màu xanh với lại là dòng màu vàng. Thì công dụng như thế nào thì bây giờ Gà sẽ bắt đầu nói rõ hơn nha. Và bây giờ thì hình như trong hộp xanh chỉ còn có 3 miếng, còn trong hộp vàng cũng chỉ còn có 2 miếng thôi các bạn. Và cái hộp này thì nó hoàn toàn hết sạch rồi, hết cả 6 miếng, còn có miếng này là miếng cuối cùng, thì hôm nay sẽ đắp cho các bạn xem. Nói chung là đây là những cái em mặt nạ mà xuyên suốt 2 tuần vừa qua Gà đã sử dụng liên tục, và Gà cực kỳ là yêu thích luôn. Và trước khi mà đi sâu vào công dụng cũng như là thành phần của những em mask này á, thì Gà muốn chia sẻ thêm một xíu nữa, tức là Gà thích những cái sản phẩm mặt nạ này vì thành phần cũng như công dụng của nó. Tuy nhiên là Gà cũng rất là thích cái thông điệp mà cái nhãn hàng để tạo ra cái mask này, đó chính là thông điệp Me Time. Thì đây, họ có gửi cho Gà một cái card rất là dễ thương luôn, Gà sẽ đọc cho mọi người nghe nha. Lá này biết là bạn đã có một ngày làm việc hết mình, nhưng dù có bận rộn thế nào thì cũng đừng quên Me Time nha. Me Time tức là dành thời gian cho bản thân. Chỉ cần 20 phút mỗi ngày cùng với mặt nạ sợi tre em lab Derma Bamboo Mask, kết tinh từ những thành phần tinh túy nhất, mướt nhẹ trên da, thấm sâu hoạt chất sinh trưởng cho làn da căng tràn sức sống, giúp bạn có một Me Time hoàn hảo, phục hồi làn da đến tinh thần. Thì Gà cảm thấy là đây là một cái thông điệp rất là dễ thương. Ngoài ra thì còn có một cái câu slogan là hãy nhớ Me Time để da được ôm ấp, cho Gà Ly TV được nâng niu. Rất là dễ thương đúng không mọi người? Rất là kiểu nhẹ nhàng, dễ thương, kiểu bài bản á, nên là Gà cực kỳ thích cái thông điệp này luôn. Đó, cực kỳ thích. Gà cảm thấy phụ nữ càng ngày càng giỏi ấy. Nhất là phụ nữ trong những năm 2020 Gà thấy rất là giỏi luôn. Họ vừa có thể gọi là làm việc ở ngoài, sau đó thì về có thể chăm sóc bạn trai, rồi chăm sóc rất là nhiều người xung quanh họ, chăm sóc bố mẹ nữa. Nói chung là kiểu lo việc nước xong đảm cả việc nhà á. Nên là đôi khi Gà cảm thấy sẽ là bị miss cái khoảng thời gian mà chăm sóc bản thân. Thì cái tinh thần của cái bộ sản phẩm là họ muốn chị em mình dành thời gian để đắp mặt nạ, rồi để cho da căng bóng xinh đẹp, kiểu dành thời gian chăm sóc bản thân một chút xíu. Thì Gà hy vọng là tất cả chị em chúng mình đều có thể dành thời gian để chăm sóc bản thân nhiều hơn nha, để mình càng ngày càng xinh đẹp hơn. Cái điều đặc biệt khiến cho cái bộ sưu tập mask này mà Gà thích á, đầu tiên là về cái chất liệu mask của nó. Thì đây là mask sợi tre. Thì hồi xưa Gà cũng đã từng sử dụng, tức là mask kiểu mask than tre rồi, nhưng mà mask sợi tre thì lần đầu tiên Gà sử dụng luôn. Và lúc mà kiểu mở ra để mình đắp lên mặt á, thì lát nữa Gà sẽ làm cho các bạn xem, thì các bạn sẽ thấy là cái chất mask nó cực kỳ là đặc biệt luôn. Và Gà nghe nói là cái chất liệu mặt nạ như vậy á, thì nó sẽ giúp cho cái dưỡng chất á, nó sẽ thấm vào trong cái da của mình hơn so với những cái chất liệu bình thường. Thì đó là một cái điểm cộng rất là lớn về chất liệu. Và ba loại Gà có ở đây á, thì đầu tiên là cái loại mình Gà thích nhất á, là Glow Boost. Thì đây là một cái loại, nghe cái tên thôi là các bạn cũng biết là cái chức năng chính của nó là sẽ để mình boost làn da của mình lên sau những cái ngày mà kiểu mệt mỏi á. Tức là bạn nào mà đang có da xỉn màu, da cảm thấy là nó thiếu sức sống rồi, bị quầng thâm đồ nhiều á, thì cái em mặt nạ này sẽ rất là phù hợp với bạn. Và ok, bây giờ Gà sẽ đắp thử cho mọi người xem nha. Tên tên ok, giờ mình sẽ bóc miếng mask ra. Thì đây chính là miếng mask từ sợi tre trong truyền thuyết đây mọi người. Chất mask rất mềm, rất mềm luôn á. Mềm mà nó kiểu Gà còn nghĩ tới lụa nó cơ, cực kỳ mềm. Đây, Gà sẽ mở ra hết xong rồi cho mọi người xem nha. Nó kiểu trong suốt như mặt nạ thật, nhưng mà nó lại không phải là mặt nạ thật đó mọi người. Nó cũng không trong suốt tới mức đấy, nhưng mà tức là nó rất là mềm mại. Nếu mà bạn nào mà thử mua cái loại mặt nạ thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu Gà đang nói gì. Nói chung là cầm cái chất mặt nạ lên là Gà đã cảm thấy là kiểu đây, nhưng các bạn có thể thấy nó cực kỳ mềm luôn. Và cảm giác là nó cứ trong trong rồi nó thạch thạch kiểu gì, nó rất đàn hồi, rất là tốt. Ok, bây giờ thì Gà sẽ đắp mặt nạ lên nha. Đó, mọi người thấy không? Cái miếng mặt nạ này nó kiểu trong lắm luôn ấy, kiểu nó trong vắt luôn. Cái chất liệu mặt nạ này Gà cực kỳ thích. Đó, thì mình sẽ đắp lên như vậy. Nhưng các bạn có thể thấy thì cái chất mask này á, nó ôm rất là sát mặt của Gà luôn. Đó, kiểu như thế này nè. Và nó còn kiểu trong trong nữa chứ, thích quá. Cái này thì nó sẽ giữ cho dưỡng chất, gọi là không có bị bay hơi nhanh á. Và tất cả các dưỡng chất dưới cái lớp mặt nạ thì nó sẽ thấm hết vào da luôn. Đây là cái điều mình cực kỳ thích. Ok, Gà sẽ đắp cả bôi xuống cả phần cổ nha. Dưỡng chất của cái em mặt nạ thì nó sẽ khá là sệt sệt, và Gà thấy là nó rất là đặc luôn. Tức là cái loại serum trong này Gà thấy là một cái loại serum tinh chất rất là kiểu đậm đặc ấy,
nên là lúc mà bôi lên thì cảm giác là nó cung cấp ẩm rất là tốt. Ok, về thành phần của em Glow Boost này, tại sao là nó có cái khả năng mà làm cho da mình sáng hơn á, thì đầu tiên là nó sẽ có một cái thành phần là HA, hyaluronic acid. Thì đây sẽ là một thành phần giúp cấp nước này và cân bằng độ ẩm cho da, giúp cho da mình căng bóng và cảm giác là mềm mại hơn. Ngoài ra thì trong này còn có chiết xuất cám gạo nha mọi người. Chiết xuất cám gạo và chiết xuất nghệ tươi lên men thì nó sẽ có rất là nhiều vitamin E để giúp cho da kiểu sáng lên, ngăn cái quá trình mà hình thành melanin á, để cho cảm giác là da mình cảm giác là glowy hơn, rồi bừng sáng hơn, đồ này nọ. Trong này còn có chiết xuất trà xanh và chiết xuất nha đam thì nó sẽ giúp làm cấp ẩm và làm mềm da, và đồng thời là giảm cái độ kích ứng của mặt nạ xuống. Và ngoài ra thì nó còn có những cái thành phần ví dụ như là niacinamide nè, vitamin B3 nè, chiết xuất diệp hạ châu nè, và chiết xuất của hoa khiên ngưu để giúp cho dịu da, dưỡng trắng, đều màu, hỗ trợ mờ thâm, ngăn ngừa lão hóa. Nói chung là đây sẽ là một cái loại mặt nạ rất là chuyên dụng trong cái việc mà để làm sáng da, để làm kiểu da cảm giác sức sống và bừng sáng hơn. Và thêm một thành phần nữa là thấy thì nó còn có chiết xuất từ vitamin C và vitamin E. Thì chức năng của vitamin C và vitamin E thì mọi người cũng biết rồi, thì nó sẽ giúp trị thâm, sáng da, và đồng thời thì nó còn chống được oxy hóa cho da và tăng khả năng đề kháng của da dưới tác động của môi trường. Nói chung là đọc thì các bạn sẽ thấy là cái mặt nạ này sinh ra dành cho gà. Và ngoài ra ấy, họ còn có thêm hai cái dòng nữa. Hai cái dòng này thật ra là cũng rất là thích, đó chính là dòng anti acne and oil control, còn một cái dòng này là dòng water restore. Thì cái dòng này á, nghe cái tên là mọi người cũng biết rồi đúng không? Ví dụ như là cái dòng này á thì nó sẽ đầu tiên thì nó vẫn sẽ có HA, tuy nhiên là nó sẽ có những cái thành phần khác, ví dụ như là chiết xuất từ rau má, chiết xuất từ vỏ cây liễu trắng, chiết xuất trà xanh, chiết xuất nha đam. Ngoài ra nó vẫn sẽ có niacinamide, vitamin B3. Tiếp theo nữa thì sẽ là chiết xuất giết cá và chiết xuất từ củ quốc khí, điền thất. Thêm vào đó là rất là nhiều các chiết xuất khác tốt, ví dụ như là dầu argan, dầu vừng. Đó, tất cả những cái thành phần mà Gà vừa đọc á, thì đầu tiên là nó sẽ có tác dụng là giữ ẩm cho da, tại nó có HA hơn. Nó sẽ có những cái thành phần ví dụ như là rau má, rồi diếp cá, rồi trà xanh, nha đam để làm dịu da, làm dịu nốt mụn, rất là thích hợp cho những bạn nào đang bị mụn. Và ngoài ra thì nó còn có những cái chiết xuất ví dụ như là dầu argan, rồi dầu vừng, vitamin B3, thì nó sẽ giữ một cái lớp gọi là filter ở trên da sau khi mình đắp xong, để giúp cho da mình không có bị ra dầu nhiều. Nếu mà bạn nào cảm thấy là da của mình kiểu mình ngồi không, mình không làm gì hết mà nó cũng ra rất là nhiều dầu á, thì các bạn có thể thử sử dụng cái loại mặt nạ này. Thì sau khi mà các bạn đắp lên á thì các bạn sẽ thấy là da được cấp ẩm trong khoảng thời gian rất là dài luôn, và nguyên ngày hôm đó thì lớp da mình sẽ cảm giác là cái lỗ chân lông nó rất là mịn, và make up lên cực kỳ ăn luôn. Nó có cái kiểu kìm dầu nhẹ nhẹ các bạn, nên là nhìn da không có bị dầu bóng lên á, mà nó kiểu ẩn kiểu glowy, rất là thích. Và đối với cái loại Water Restore này nè, thì cái thành phần đầu tiên của nó vẫn là HA, sau đó sẽ đến những cái chiết xuất rong nho, dừa tươi, nha đam, trà xanh, búp hoa atiso, mướp hương. Đây, tất cả những cái thành phần này nè các bạn, đều là thành phần để cấp ẩm hết. Và ngoài ra thì đương nhiên là nó vẫn sẽ có niacinamide để cho làm cho da cảm giác là trẻ trung và cải thiện cái gọi là cái rào chắn bảo vệ cho da mình đó. Tiếp theo thì nó sẽ có một cái người ta gọi là panthenol. Thì panthenol là một cái thành phần rất là tốt trong cái việc giữ ẩm lâu. Panthenol thì mọi người còn hay gọi nó là kiểu tiền vitamin B5 đó mọi người. Thì tất cả chúng ta đều biết rồi, HA kèm với B5 thì đây là một cái combo cấp ẩm cấp nước cực kỳ tốt. Nên là nếu bạn nào đang cảm thấy da khô ráp, mệt mỏi, xong rồi cảm giác lão hóa thì nên sử dụng em này sẽ rất là thích hợp luôn. Bởi vì sản phẩm MAS đã được chứng nhận thuần chay của tổ chức Korean Agency of Vegan Certification and Services, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng nha. Thậm chí là cái mặt nạ này, nếu mà nó được cái chứng nhận này thì chúng ta hoàn toàn có thể biết được là nó là một sản phẩm vegan. Tức là những cái bạn nào mà không có ủng hộ cái chuyện mà test sản phẩm trên động vật, hay là những cái bạn thậm chí là ăn chay luôn, thì vẫn có thể sử dụng cái sản phẩm này. Và giá của một hộp mặt nạ này thì có giá là 275.000, thì cảm thấy đây là một cái giá rất chi là hợp lý cho 7 miếng mặt nạ mà chất lượng cao như thế này. Thì các bạn có thể mua hàng ở rất nhiều nơi, tức là cái sản phẩm này nó cũng không phải là kiểu khó mua hay là lạ lẫm gì nữa, mà thấy bán rất là nhiều trên Tiki này. Hoặc là nếu mà bạn nào muốn tham khảo kiểu trang web chính thức của em Lab thì các bạn có thể click link mà để ở dưới description box ha. Ok, 15 phút đã trôi qua rồi, bây giờ mình hãy cùng bóc miếng mặt nạ này ra nha. Đây, như các bạn có thể thấy, dưỡng chất á, nó còn lại ở trên miếng mặt nạ cực kỳ nhiều luôn, không bị bay hơi quá nhiều luôn á mọi người. Ấy da. Đó, các bạn thấy không? Da căng bóng luôn ấy. Trời, da phê quá. Thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm một công việc rất là quen thuộc sau khi mà đắp mask xong, đó chính là chúng ta sẽ massage một chút để cho cái dưỡng chất nó thấm hết lên mặt ha. Ừ.
thật sự là da rất căng, rất bóng và rất xinh luôn đó mọi người. Không có từ nào có thể diễn tả luôn ấy. Nếu mà Gà thấy là sản phẩm còn thừa nhiều á, là còn bôi lên cả phần tay đồ nữa. Đây như các bạn có thể thấy là để cho da body mình cũng căng căng bóng bóng. Thumbs up. Rồi, sản phẩm thứ tư mà Gà muốn nói đến trong video ngày hôm nay chính là Neutrogena Rapid Clear Stubborn Acne Spot Gel. Thì đây là một cái sản phẩm thuộc cái dạng là kiểu kem chấm mụn nha. Hồi xưa thì Gà từng sử dụng rất là nhiều sản phẩm kem chấm mụn. Tức là Gà cũng đã sử dụng những cái loại mà hũ lưu huỳnh đó mà nó tách lớp đồ này nọ rồi. Xài rất là nhiều, xài cả tea tree oil của The Body Shop. Nhưng mà các bạn biết rồi, những cái sản phẩm chấm mụn á, mà khi mình xài một thời gian nó sẽ bị lờn. Nên đó là do tại sao Gà tìm một cái loại gọi là kem chấm mụn mới. Thì Gà đã tìm đến em này đến từ nhà Neutrogena. Và cái tip này Gà mua cực kỳ rẻ luôn á mọi người. Hình như có 150 hay 200 gì thôi á. Và cái thành phần chính của cái em kem chấm mụn này thì chính là benzoyl peroxide. Thì đây đã là một cái thành phần cực kỳ nổi tiếng trong cái làng chấm mụn rồi. Và chủ yếu thì nó chỉ có cái thành phần đó thôi. Tuy nhiên là Gà không biết là nó có cái formula rất là hay như thế nào, mà Gà thấy là thật sự cái em này kiểu cái nốt mụn mà kiểu nó sưng lên á, mình chỉ cần chấm ngay cái chỗ nốt mụn đó xong mình để tầm 2-3 tiếng là cảm giác là nó đã giảm sưng rất là nhiều. Và nó thậm chí là nó còn không viêm lên luôn á mọi người. Ví dụ như hôm bữa là có một cục mụn siêu bự ở trên này, mà Gà nghĩ là nếu cái cục mụn đó mà viêm lên thì chắc không dám đi đâu luôn á. Tuy nhiên là sau đó thì Gà có bôi cái em này lên, và sau một đêm Gà đã cảm thấy là nó kiểu nó đã dịu xuống rồi, mà không có cảm giác nó sẽ viêm hay sẽ sưng gì hết đó. Gà cứ để yên nó vậy thôi, xong 2-3 ngày nó tự hết. Rất là thần kỳ nha. Nếu mà bạn nào đang bị nhiều mụn thì nên tham khảo em này. Rồi tiếp theo, cái sản phẩm cuối cùng mà Gà muốn nói trong video ngày hôm nay á, thì đây là một cái em kem ẩm. Chung là kem này thì nó là kem dưỡng ẩm, và cái kem này thì tên của nó là Lucas Papaw Ointment. Thì cái em kem này căn bản là nó là kem kem đa năng đó các bạn. Tức là các bạn có thể sử dụng nó để dưỡng ẩm cho môi. Đó là cái mà Gà thường hay sử dụng nhất. Hoặc nữa là các bạn bị vết chàm, vết bỏng, những cái chỗ nào mà cảm giác là cần phải cấp ẩm cực kỳ nhiều á, thì các bạn cứ bôi em này vô cho Gà. Đây, Gà sẽ bôi thử cho mọi người nè. Cái kiểu của nó là kiểu gel trong trong đó mọi người. Thử bôi lên môi nha. Đây, các bạn thấy không? Nó sẽ làm cho môi mình kiểu căng mọng, căng bóng luôn ấy. Và lâu lâu thì Gà còn sử dụng em này để dưỡng cái vùng da dưới mắt nữa, Gà cảm thấy rất là ok. Đó, thật ra thì em kem này cũng rẻ tầm 120 á, nhưng mà nó cực kỳ đa năng. Tuy nhiên là các bạn nên kiếm những cái địa chỉ mua hàng mà các bạn cảm thấy tin tưởng á. Tại em này hàng xuất trên thị trường cực kỳ nhiều. Đó, nó chỉ là vậy thôi, một cái loại kem ẩm thì mình có thể bôi ở đâu cũng được. Ok, video của ngày hôm nay là kết thúc. Hy vọng các bạn thích video. Nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe Gà Ly TV nha. Và nếu các bạn tiếp tục ủng hộ thì Gà sẽ ra thêm nhiều series mà kiểu tổng hợp những cái sản phẩm vừa rẻ mà vừa có tác dụng tốt trên da để cho mọi người xem. Ok, bye bye.